Bắt đầu bây giờ. Anh ta đang chạy chút bóng ve để sắp chuẩn bị biểu diễn màn võ thuật võ sư chân quyền. Xin mời quý vị và các bạn chuẩn bị theo dõi. Đây là hậu trường ngày tận thế. Cường Nguyễn sắp chuẩn bị biểu diễn. Anh ta đã bắt đầu biểu diễn. Ôi sao là đẳng cấp. Thấy không, chân quyền trong nhu có cương và trong cương có nhu. Cường Nguyễn chuẩn bị sang Bắc Kinh để thuyết trình võ thuật cho võ sư đẳng cấp. Cường Nguyễn thấy âm chân quyền đẳng cấp quá, nhưng cú xoay chân đẳng cấp của anh chỉ có ở võ sư Cường Nguyễn. Cường Nguyễn đang vận chân khí đẳng cấp, đẳng cấp. Tiếp tục Cường Nguyễn võ sư của chúng ta. Thật đẳng cấp cho một võ sư đang danh và nổi tiếng. Cường Nguyễn đã từng là anh em của Tony Jaa. Chắc các quý vị và các bạn cũng biết Tony Jaa, một nhà võ thuật nổi tiếng Thái Lan. Và Cường Nguyễn đã giao lưu với Tony Jaa. Hôm nay anh sẽ biểu diễn cho các bạn môn đoánh hình nộ của anh. Đẳng cấp quá. Quý vị nhìn đây, đây là ngay Cường Nguyễn. Đáng tức quá ta. 2 phút rồi. Cường Nguyễn hôm nay anh em là anh Cường Nguyễn hôm nay là body quá, đẹp trai quá. Đánh hình nộm truyền thống của anh luyện tập từ năm lúc lên 4 tuổi cho đến nay đã mấy chục năm, nhưng anh vẫn không ngừng luyện tập để đạt được trình độ cao hơn Tony ra. Quay gần lại nên thấy xung quanh nghe tiếng không. Oze, come on. Oze, come on. Come on, come on, Oze. Giá như mình không biết nhau thì anh đã không đau thế này. Lần đời xưa, nay bố anh đi về đâu. Oze, come on. Oze, come on. Come on, come on, Oze, come on. Phát cuồng vì độ cute của Cường Nguyễn. Nguyễn Anh đang đâu nào? Quả là một bậc thiên tài. Trinh. Thiên tài bóng sinh. Nào đến với Cường Nguyễn. Phát cú đá phát lực của anh làm chúng tôi thủng. Anh dùng những cú củ chỏ vào đầu gối. Võ sư Cường Nguyễn. Wow. Thôi nhá. Quay mặt đi em. Khi công với anh. Gần hơn tí nữa đi. Không ai đi. Anh đang nén khí. Nhà khí công nội công lớn của Việt Nam. Cường Nguyễn đang nén khí. Ôi, thật là đẳng cấp cho anh sư Cường Nguyễn. Ngồi
anh Trải Đâm đi à? Anh đã vận hết nội công của mình để cho quý vị và khán giả biết anh là một võ sư cao cấp Cường Nguyễn. Ở phương Tây chắc à, ở châu Á ít người biết anh, nhưng ở phương Tây anh là một con, anh là bạn của Tony Ja, người đóng phim Truy Tìm Tự Vật, đẳng cấp quá. Anh chỉ cần dùng một phát củ chỏ của anh có thể cho đổ một cây chuối, một cây chuối, cây chuối đấy chẳng phải 10 phân, đẳng cấp quá. Nguyễn Đăng Mạc được ông Barack Obama dành tặng. Cùng anh gửi đến quý khán giả. Come on, OJ, OJ, come on, OJ, come on, OJ, come on, OJ, võ sư Cường Nguyễn. Cường Nguyễn xin gửi lời chào tất cả đến các bạn fan hâm mộ của anh. Anh cứ chân, ôi ôi, thân hình tám mũi và ngực 90, ôi ôi, chân là đẳng cấp. OJ, come on, xin chào Cường Nguyễn. Tôm nào? Quay khu coi hùng cái. Đó là cu coi hùng đẹp trai của chúng ta. Anh rất đẹp trai, xì tin, gà lăng, phong độ, sexy, smen, X-Tiger. Vâng, đây là một chàng trai rất điển trai đến với chúng ta từ Osama Bin Laden. Stop. Còn đây là Văn Miếu. Đây là cửa sau. Ok. Vâng, đây là anh em chúng tôi, Starman. Hi, chào các bạn.